Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái thông tin xoay quanh cái câu chuyện nóng nhất trên mạng xã hội là cái câu chuyện của drama bà CEO Nguyễn Phương Hằng nha mọi người. Thì cái thông tin bà Hằng bị bắt và đang được giam tại CT 17 hay 16 gì đó ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Thì đó là cái thông tin hoàn toàn chính xác và đã có lệnh khởi tố bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Đó là cái thông tin chính xác tuyệt đối nha mọi người. Hiện tại bây giờ bà Nguyễn Phương Hằng vẫn chưa được về nhà và bà Hằng đang nhờ các luật sư cũng như là người thân ai bà này nọ để có thể rằng là tại ngoại, tức là được về và cấm đi khỏi nơi cư trú thôi nha mọi người, không phải nằm ở trong trại tạm giam, nhưng vẫn chưa có quyết định rằng là bà ta có được là ra khỏi trại tạm giam hay không, chưa có quyết định nha mọi người. Đó là cái thông tin mới nhất. Thì cái câu chuyện về bà Nguyễn Phương Hằng thì rất là nhiều người đưa tin rồi, thì chắc hẳn là tin tức thì mọi người cũng đã nắm rõ trong tầm tay rồi. Người ta cũng không muốn nói đến tội của bà Nguyễn Phương Hằng không đơn thuần là tội 331, tội lợi dụng quyền lợi ích hợp pháp đối với tổ chức cá nhân đâu, không phải cái tội đó đâu, mà đang còn rất là nhiều tội nữa. Thì mọi người nên nhớ rằng hàng trăm hàng ngàn cái lá đơn đang nằm ở trên cơ quan công an tỉnh Bình Dương cũng như là quan thành phố Hồ Chí Minh về các cá nhân tổ chức họ đang khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng, thì bà Hằng chắc chắn sẽ dính đến những cái tội vu khống, bôi nhọ, bịa đặt và chế nhục người khác. Đó là những cái tội rất là nặng nề. Và tội thứ hai tiếp theo mà chúng ta có thể nghĩ đến đó là tội quấy rối an ninh trật tự, nó làm mất an ninh trật tự đó mọi người. Thì liên quan đến cái sự việc làm mất an ninh trật tự và những cái sự việc sai phạm của bà Nguyễn Phương Hằng, thì các vệ tinh xung quanh mà lúc càng ngày hôm nay nó nói với tất cả mọi người, đó là những người làm YouTuber, làm Facebooker đang đứng lên để bảo vệ bà Nguyễn Phương Hằng trong suốt cái thời gian vừa rồi. Tức là đi bất cứ một chỗ nào bà Hằng đi đến đâu thì nhóm YouTuber này, nhóm Facebooker này đều xuất hiện như là những cái vệ tinh, gọi như là sát cánh, không thể rời xa bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng người ta cảm thấy rất là lạ lùng khi ngày hôm qua bà Nguyễn Phương Hằng bị cơ quan công an điều tra, cơ quan công an bắt, thì các vệ tinh xung quanh bà Hằng là không thấy một bóng nào, không thấy một bóng dáng nào nha mọi người. Thì không biết là vì lý do là như thế nào mà tại sao họ quyết tâm, họ đứng lên để họ bảo vệ gọi như là chị đại của mình trong suốt cái thời gian vừa rồi, thề sống chết có nhau, thề chị đi đâu em đi đó, em sẽ bảo vệ chị tới cùng, không bao giờ có thể là trùng bước và thay mặt đổi lòng, không bao giờ quay xe này nọ. Nhưng ngày hôm qua thì cơ quan công an bao vây bố rác khu vực thì không thấy các YouTuber đứng lên để live stream, chụp hình và đưa những cái thông tin lên trên mạng xã hội nữa nha mọi người. Thì đó là lực tàng cũng cảm thấy rằng là chắc có khả năng là những cái câu nói chốt lưỡi đầu môi thôi. Và khi mà đã đụng đến cơ quan pháp luật và đã có sai phạm pháp luật thì thằng nào thằng đấy cũng té đáy. Nói tất cả mọi người là té đáy là quần, luôn té đáy, đi không vững. Khi nghe tin sét đánh ngang tai là chị đại của mình đã bị bắt, và với cái tội danh là chống phá, cái tội danh gọi như là rất là nặng nề, đi chửi rủa người khác, xúc phạm người khác một cách mạt sát, nhắc đến tên ai là người đó thân bại danh liệt. Thì tất cả các vệ tinh xung quanh của bà Hằng là như các YouTuber chẳng hạn, thì bây giờ là họ vẫn lên, họ vẫn nói rằng là đứng bên cạnh chị Hằng. Nhưng mà nói tất cả mọi người rằng là trong cái trái tim và trong cái suy nghĩ của họ thì họ đang rất là run sợ rồi mọi người. Thì như vậy thì khẳng định với tất cả mọi người rằng họ chỉ làm vì lợi nhuận, lợi ích cá nhân, không thể nào mà nói rằng là họ sống chết có nhau. Khi chị Hằng đã gọi như là bị vi phạm pháp luật thì nói tất cả mọi người rằng là họ đã thổ lộ cái bản chất ra một cách nó đạt tiêu chuẩn luôn rồi. Chúng ta nhìn nhận vào là chúng ta biết luôn rồi, không cần phải này thi nữa. Để nhìn đến thời điểm hiện tại bây giờ, các YouTuber đã lần lượt quay xe một cách chóng mặt luôn nha mọi người. Đói, người ta để ý hết từng kênh sóng và họ đã ẩn rất là nhiều clip. Rất là nhiều clip trước đây xúc phạm các nghệ sĩ nè, rồi chửi bới nè, rồi những cuộc live stream của bà Nguyễn Phương Hằng là họ kéo vào đó để họ tải về, để họ đăng trực tiếp lên trên kênh của họ. Thì hiện tại bây giờ đã có quyết định từ phía cơ quan điều tra, cơ quan cảnh sát hình sự, công an luật an ninh mạng, họ cũng đã lên tiếng và họ đã có những cái thông báo bước đầu gửi đến những cái YouTuber, những cái Facebooker mà được cho là anh em chính nghĩa bảo vệ cho chị đại. Thì đây là cái thông tin mà Lực Tàng vừa mới cập nhật được, thì để Lực Tàng cập nhật lên cho mọi người để mọi người nắm bắt rõ thông tin. Và liệu chừng nghe xong cái thông tin này thì không biết rằng là những anh YouTuber, những Facebooker và những vệ tinh xung quanh bà Hằng, những người hỗ trợ, những người đứng ra để tổ chức
và những người được là khách mời trong cái buổi livestream chửi bới người của bà Hằng, thì không biết rằng liệu chừng có còn nước đáy để mà đáy ra quần nữa hay không. Đây là cái thông tin mới nhất mà Lực Tàng vừa mới cập nhật ạ. Hiện nay các mũi trinh sát đang điều tra các kênh YouTube ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng. Vì vậy, các cá nhân đã đăng tải các video clip phát lại hay có ngôn từ xúc phạm các cá nhân tổ chức, tự giác liên hệ phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh để hợp tác điều tra làm rõ. Mọi hành vi xóa clip hay cố ý đưa thông tin sai sự thật, né tránh sẽ bị xử lý theo quy định. Đầu thú là con đường nhanh nhất và ngắn nhất cho các bạn. Danh sách các YouTuber hàng đầu. Thì ở đây có một số danh sách nha mọi người. Gồm đâu mười mấy kênh và gần 80 kênh cá nhân khách mời liên quan. Rất là đông nha mọi người, một lực lượng rất là hùng hậu. Và bên dưới là phòng an ninh điều tra, số điện thoại của an ninh điều tra luôn nha mọi người, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, 268 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, có số điện thoại hết. Tức là những người nào mà đã có dấu hiệu tải những video clip và cũng như là được làm khách mời và liên quan đến cái sự việc mà bà Nguyễn Phương Hằng livestream xúc phạm thì nhanh chóng ra đầu thú để được sự khoan hồng của pháp luật. Mọi hành vi xóa clip, ấn clip cũng như là những cái hành vi lên để biện minh, minh bạch thì cũng chỉ là tăng thêm tình tiết tăng nặng và là tội không thể dung tha nha mọi người. Đó, thì hiện tại bây giờ thấy là rất là nhiều những cái anh em mà làm YouTuber bảo vệ vệ tinh cho bà Nguyễn Phương Hằng đã lên là gọi như có cái dấu hiệu nói rất là nhẹ nhàng rồi, nói rất là tình cảm rồi, không còn chửi bới, chửi rủa như trước nữa. Và không thấy các anh em YouTuber mà gọi như là đầu gấu mà chuyên đi đến nhà người khác để hù dọa, đánh đập này kia thì không thấy là kéo lên lực lượng cơ quan công an để giải cứu chị Hằng. Thì trước đó mọi người thấy là chỉ cần chửi chị Đại thôi là đã bị là kéo đến nhà để gọi như là tấn công rồi, nhổ nước miếng rồi, rồi kêu anh hùng giang hồ, giang cán, giang trai, giang chìa đến để bao vây bố ráp, rồi livestream phát sóng lên trên mạng xã hội, hô hào câu kéo người dân để tổ chức, để tấn công người gọi như là tổ chức cá nhân của người khác. Thì đến thời điểm hiện tại bây giờ, những người này không thấy đứng lên để gọi như cứu chị Đại mà. Và đang có cái dấu hiệu run sợ, rõ ràng là ở trong câu chuyện này, vi phạm đến đâu thì xử lý đến đó. Đó là theo lời của luật sư Đặng Văn Cường. Đấy, luật sư rất là giỏi. Và những vị luật sư khác cũng đồng tình là những vệ tinh xung quanh bà Nguyễn Phương Hằng sai phạm đến đâu xử lý đến đó, và chắc chắn có dấu hiệu vi phạm về luật hình sự và sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật nha mọi người. Đấy, không tha bất cứ một sự việc nào. Và đây mới chỉ là khởi đầu của câu chuyện khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt thôi nha mọi người. Còn tiếp theo sau đó rất là nhiều tình tiết và những cái liên quan gọi như là gây go và hấp dẫn hơn nữa trong cái câu chuyện này để gửi tới tất cả mọi người. Nhưng ta cũng đang rất mong chờ những cái thành viên mà đang hỗ trợ đứng lên để bảo vệ bà Nguyễn Phương Hằng một cách gọi như là công khai và đứng ra gọi như là giống như thay pháp luật để xử lý mọi việc, thì hãy cố gắng lên những cái phương án giải cứu chị và cứu chị thoát khỏi cái đại hạn này, chứ không có khả năng thì tình nghĩa anh em chắc có thế thôi. Nhưng mà bây giờ có từ bỏ thì Lực Tàng cũng đảm bảo tất cả mọi người không thể nào mà có thể thoát được cái sai phạm của mình. Khi pháp luật đã lập vi bằng, pháp luật đã đưa vào danh sách đen rồi, thì tất cả các kênh sóng đó đều đã được lưu trữ trong bộ nhớ của bên phía cơ quan hình sự. Rõ ràng một điều rằng tội đặng sẽ được phân minh rõ ràng, từng anh một sẽ lên thớt như cá lên thớt và con dao đặt kế bên đó mọi người. Chắc chắn rằng là thời gian này họ sẽ mất ăn mất ngủ. Và hiện tại bây giờ vẫn còn một số thành phần đang rất ngông cuồng và ngạo mạn lên vẫn hóng ha hóng hách và coi pháp luật không ra cái gì, thì chắc chắn rằng cái đó là sẽ là những cái tình tiết tăng nặng cho họ trong thời gian sắp tới đó mọi người. Đó, thì cái thông tin ngày hôm nay Lực Tàng cung cấp về bà Nguyễn Phương Hằng như vậy. Còn Lực Tàng đang bán mật ong thì Lực Tàng cũng xin phép quảng cáo ở phần cuối clip. Mật ong bạc hà, mật ong cà phê và mật ong nhãn là những vị mật ong rất là thơm ngon, bổ dưỡng, bồi bổ cho sức khỏe trong tình hình dịch bệnh Covid-19 này. Lực Tàng rất mong tất cả mọi người hãy sử dụng một chai mật ong để trong nhà, và khi cần thiết thì mình sử dụng nó ổn định huyết áp, điều trị đau dạ dày, viêm khớp cũng như là rất là nhiều cái công dụng khác
mà chúng ta cần đến để sử dụng vào cái bản thân của mình. Thì rất mong số điện thoại của Tàm để trên màn hình, những ai có nhu cầu muốn mua thì hãy gọi điện trực tiếp cho Tàm, người ta sẽ báo giá và sẽ xin địa chỉ số điện thoại, người ta sẽ ship hàng đến tận nơi tận nhà cho quý vị ạ. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.